Thưa quý vị, trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Phú Bình hiện nay có nhiều các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khai thác, chế biến lâm sản. Hiện nhiều xe trọng tải lớn hoạt động để phục vụ sản xuất cho các cơ sở này. Quá trình các xe trọng tải lớn hoạt động cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của người dân và tiềm ẩn các nguy cơ làm xuống cấp cầu đường, gây mất an toàn giao thông. Huyện Phú Bình hiện có khoảng trên 5.500 ha rừng sản xuất, trong đó xã Tân Thành là địa bàn có diện tích rừng sản xuất lớn với trên 1.500 ha. Chính vì vậy, trên địa bàn của xã đang tập trung nhiều đơn vị, cơ sở kinh doanh sản xuất, khai thác và chế biến lâm sản. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất, hàng ngày tại tuyến đường chính nối trung tâm xã Tân Thành với thị trấn Hương Sơn của huyện Phú Bình có rất nhiều xe tải hoạt động, trong đó có nhiều xe trọng tải lớn. Trong quá trình vận chuyển, nhiều xe có biểu hiện chở hàng quá trọng tải, chở hàng vượt quá chiều cao, một số không được che đậy cẩn thận. Trong quá trình di chuyển, làm rơi vãi hàng hóa, gây bụi bẩn. Vấn đề này đã và đang làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân và có nguy cơ gây xuống cấp các công trình cầu đường trên tuyến. Đường thì nhỏ, xe thì nó lại lớn quá. Vì những cái đoạn cua có thể nó liếm hết cả răng ấy, rất là nguy hiểm đấy. Cái đường này làm sao nó đã đủ cái tiêu chuẩn là những cái trọng tải lớn như thế được. Có những cái xe 4-5 chân đấy, những cái xe toàn độ vài chục tấn, là những cái nói ngay những cái con cầu này nó cũng còn là chưa đảm bảo để chẳng qua là dân mình cứ chạy. Chở đất cũng có, chở cây cối, chở răm, chở rừng răm với lại nhà ván bóc, họ để rơi nhiều lắm. Nó cao, nó to lắm mà họ cứ để nó trông nó thò ra nhìn nó sai. Trước thực trạng này, rất cần các cơ quan chức năng sớm có biện pháp chấn chỉnh để đảm bảo môi trường sống cho người dân, đồng thời bảo vệ các công trình cầu đường và trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này. Năm 2022, Việt Nam xếp thứ 3 khu vực về sản lượng công nghiệp. Đến tháng 1 năm 2024, Việt Nam có 4 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la Mỹ là dệt may, máy tính, điện thoại, máy móc. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới WB, vào năm 2022, Việt Nam đứng thứ 23 thế giới về giá trị sản lượng công nghiệp. 3 quốc gia tại Đông Nam Á giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng sản lượng công nghiệp lần lượt là Indonesia giữ vị trí thứ 12 trên toàn cầu, Thái Lan bám sát ở vị trí thứ 20, Việt Nam giữ vị trí thứ 23. Năm 2024, theo kế hoạch đã được phê duyệt, Bộ Tài chính có kế hoạch thanh tra đối với 6 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó sẽ tiến hành thanh tra việc triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 2 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Media Asset Brevoy, Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Cathay Life Việt Nam. Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như sai phạm về việc ban hành quy trình, quy chế, sai phạm về việc tuân thủ biểu phí sản phẩm, đại lý bảo hiểm không tuân thủ quy định công ty và quy định pháp luật. Thanh tra đã kiến nghị xử lý tài chính tổng số tiền là 21.000 tỷ đồng. Cách đây đúng 70 năm, ngày 13 tháng 3 năm 1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nổ phát súng đầu tiên vào cụm cứ điểm Him Lam, một trong những cụm cứ điểm đặc biệt quan trọng của thực dân Pháp tại Điện Biên, mở màn cho chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Cứ điểm Him Lam bị hất đổ đã mở đường lớn thanh thang cho quân ta tiến về giải phóng đất Mường Thanh. Năm nay, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc vì ý nghĩa to lớn và tầm vóc vĩ đại của nó. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thành quả 9 năm kháng chiến anh dũng, đầy gian khổ, hy sinh, là thắng lợi của sức mạnh đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, thắng lợi của khát vọng hòa bình và ý chí độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Chiều 12 tháng 3, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 sau một năm xây dựng. Bộ chỉ số cung cấp bức tranh thực tế tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Trong 10 địa phương có số điểm cao nhất, Hà Nội đứng đầu cả nước ở cả xếp hạng đầu ra và đầu vào đổi mới sáng tạo nhờ dẫn đầu 14 chỉ số trong 52 chỉ số thành phần. Thái Nguyên xếp hạng thứ 10. Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là tài liệu hữu ích, cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cấp để ra quyết định, xây dựng và thực thi chính sách thúc đẩy phát triển, cũng như cung cấp thông tin hữu ích về môi trường đầu tư, điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở các địa phương. Năm 2024, Thái Nguyên tiếp tục được chi bổ sung từ ngân sách trung ương cho chương trình mục tiêu quốc gia gần 712 tỷ đồng.
trong đó chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bổ sung trên 398 tỷ đồng. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững được bổ sung gần 82 tỷ đồng và chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới được bổ sung trên 231 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai hiệu quả và đúng mục đích giúp các địa phương trong tỉnh hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thưa quý vị, theo một khảo sát gần đây, Việt Nam chỉ có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng đọc sách. Đồng thời, thời gian dành cho đọc sách của người Việt Nam khoảng 1 giờ, thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới. Đây thực sự là những con số biết nói khiến chúng ta phải suy ngẫm. Em thì cũng ít khi đọc sách lắm ạ, tại vì là cái việc học của em trên lớp thì nó cũng hơi dày ạ. Em cũng không hay đọc sách lắm, nói chung là em cũng không có thời gian nhiều, bây giờ cũng đi làm cả ngày á. Em gần như là không có thời gian đọc sách và em cũng không có thích đọc sách theo kiểu truyền thống, em thường nghe podcast hoặc là nghe review các thứ thôi ạ. Đó là một vài trong số rất nhiều những câu trả lời chúng tôi được nghe khi hỏi về thói quen đọc sách của các bạn trẻ. Thực tế cho thấy sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tác động không nhỏ tới giới trẻ, nhất là văn hóa đọc sách. Nếu xưa chúng ta nói sách gối đầu giường, thì giờ đây gối đầu giường của đại đa số bạn trẻ lại là smartphone. Trong thời đại mới, đọc sách in hay sách điện tử cũng là đọc. Những cuốn tiểu thuyết mấy trăm trang được tóm gọn trong vài chục trang, những cuốn sách nâng cao kiến thức, câu chuyện lịch sử cũng chỉ gói gọn trong 3 đến 4 phút trên mạng. Có thể nói, việc chuyển từ đọc sách in sang đọc online là một xu thế tất yếu, điều đó lại tiếp tục đặt ra những yêu cầu khắt khe để những nhà sáng tạo nội dung đặc biệt lưu ý. Bây giờ là trong cái xu thế mà tất cả mọi người đều có thể tham gia vào cái thị trường này, không tránh khỏi cũng có những cái sự mà biên tập nó đưa ra thị trường những cái sản phẩm nó chưa được tốt. Người ta review một cuốn sách nhỏ, dày hàng trăm trang trở thành mấy chục trang, biên tập cắt xén lại cho nó gọn gàng để đi đến một cái thị hiếu nhất định. Nếu không có sự kiểm duyệt của cái cơ quan quản lý nhà nước về chức năng của ngành thông tin truyền thông, ngành quản lý xuất bản thì rõ ràng nó sẽ rất khó khăn. Những năm qua, các dự án, chương trình, các cuộc vận động của nhiều tổ chức đã được diễn ra với nhiều hình thức giúp tăng niềm đam mê, yêu thích đọc sách của các bạn trẻ. Đối với Đại học Thái Nguyên, điển hình là hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ sách. Thông qua đó, truyền cảm hứng, tạo thói quen đọc sách cho các bạn sinh viên. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ sách và tri thức thuộc Trường Đại học Khoa học trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Và được biết thì câu lạc bộ sách và tri thức thì được thành lập từ tháng 9 năm 2022. Trải qua thời gian hoạt động thì câu lạc bộ đã có rất nhiều những hành động mang tính chất tôn vinh và lan tỏa ý nghĩa của việc đọc sách đối với các bạn trẻ. Khi mà chúng em lựa chọn tham gia câu lạc bộ sách thì chúng em đã tìm hiểu rất là kỹ. Đây là một môi trường rất là tốt để cho các bạn học hỏi, tìm tòi và phát triển bản thân mình hơn nữa ạ. Với việc đọc nhiều sách sẽ giúp cho em có thêm nhiều kiến thức mới, kể cả là kiến thức chuyên ngành và kiến thức về xã hội. Em có một câu rất là tâm đắc, đó là mỗi ngày một cuốn sách cho cuộc đời. Với câu lạc bộ sách và tri thức có đến hơn 90 thành viên đến từ các khoa và các bộ môn trong nhà trường. Và điều mà chúng em luôn trăn trở là làm thế nào để các bạn sinh viên có thể tiếp cận được với văn hóa đọc trong thời đại số hiện nay. Do đó thì chúng em cũng rất là mong muốn về nhà trường sẽ có nhiều thêm những cái cơ sở vật chất cũng như là điều kiện để cho sinh viên có thể có môi trường học tập, trao đổi, rèn luyện thông qua việc đọc sách. Chúng tôi cũng đã xây dựng và phối hợp với các phòng, các ban của nhà trường sẽ đề xuất để xây dựng và bổ sung thêm các cơ sở vật chất, bổ sung thêm các đầu sách cũng như các tài liệu điện tử, giáo trình điện tử để sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình có thể tìm kiếm, có thể lựa chọn những cái nội dung, những cái tài liệu để phục vụ cho việc học, việc nghiên cứu. Còn đối với 48 thành viên của câu lạc bộ Sách và Hành động thuộc Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, niềm yêu thích với sách đã thật sự trở thành đam mê, bởi họ hiểu rằng bất cứ thời đại nào, đọc sách chính là phương pháp tự học hiệu quả nhất. Tại câu lạc bộ, các bạn trẻ cũng được tham gia nhiều hoạt động về sách với mục đích lan tỏa cao. Hàng tháng chúng em sẽ tổ chức những chương trình book share nhằm giúp các bạn mượn sách, bởi vì nhiều bạn không có khả năng tự mua cho mình một quyển sách. Ngoài ra thì bọn em cũng có những cuộc thi hưởng ứng các ngày lễ, tổ chức talk show để cho các bạn sinh viên có cơ hội đến trải nghiệm các không gian về sách ạ.
Thì qua thời gian qua thì đoàn thanh niên sinh viên nhận thấy là các câu lạc bộ rất tích cực trong việc là truyền bá văn hóa đọc cho sinh viên, và hy vọng trong thời gian tới thì với sự đồng hành của ban chấp hành đoàn thanh niên hội sinh viên nhà trường thì câu lạc bộ tiếp tục lan tỏa bằng các tổ chức các sự kiện rất lớn liên quan về sách, và làm sao đó để lan tỏa hơn nữa cái tinh thần đọc sách để hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên của nhà trường. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy sách là một kho tàng kiến thức vô tận mà chúng ta có thể chọn lọc và tìm kiếm ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào. Chính vì thế, việc rèn luyện thói quen đọc sách từ khi còn nhỏ hay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường là một việc làm hết sức có ý nghĩa và cần thiết. Đó sẽ mở ra một thế giới quan rộng lớn và đầy màu sắc cho các bạn trẻ.